Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ tiếp tục cập nhật cái tình vườn của mình, cái trái sầu riêng 60-65 ngày thì mình cần làm những thứ gì. Thì trước khi mà vô vấn đề thì có một số cô chú anh chị hỏi mình là cái cách tính ngày cho trái sầu riêng là như thế nào. Thì mình tính như thế này, cái ngày mà bắt đầu mà cái bông sầu riêng bắt đầu nó sổ nhụy ấy các bạn, buổi tối nó sổ nhụy thì sáng ngày hôm sau là bắt đầu là cái nhụy nó đã rớt hết rồi. Thì khi mà nhụy nó rớt hết á, thì mình sẽ tính từ ngày hôm đó nha các bạn. Tính từ cái ngày rớt nhụy nha, buổi sáng rớt nhụy á, thì mình sẽ bắt đầu tính từ ngày đó, bắt đầu trở đi thì là ngày đầu tiên cho trái sầu riêng. Ví dụ như trái sầu riêng á, cái bông sầu riêng nó sổ nhụy, cái đợt rộ nhất nó rơi vào khoảng 10 ngày, từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ 10 hoặc là tới ngày 14. Nó rải rác rất là nhiều, nhưng mà nó rộ nhất là khoảng từ ngày 1 cho tới ngày 10 đi. Thì trong ngày 1 tới ngày 10 đó nó sẽ có 5 ngày rộ nhất. Đó. Thì mình sẽ tính 5 cái ngày rộ nhất của trái sầu riêng nó sổ nhụy. Thì mình tính từ cái ngày đó để mình tính cái ngày cho nó chính xác ấy, để mình biết đường mình đi phân các bạn. Ví dụ như trái 20-25 ngày, 30-35 ngày, 40-45 ngày, 50-55 ngày. Cứ mỗi một giai đoạn như vậy, mình sẽ căn được chính xác là cái phân mình nên đi là phân gì. Như 20-25 ngày mình vẫn đi 12-18, lúc đó đi 3 số cũng được. Nhưng mà mình đi 12-18 để cho cái trái sầu riêng đó, mình chỉnh trái cho nó tròn đó các bạn. Nó mai, để mai này nó lên cây nhím đó. Đi 3 số 15 thì cũng được, nhưng mà mình thấy thì nó lên cây nhím nó sẽ không đẹp bằng cái đi 12-18 của Zara đó. Thì đúng theo tùy giai đoạn. Thì cái việc tính ngày ấy, thì đối với mình nó rất là quan trọng trong cái vấn đề là chăm sóc cái trái sầu riêng từ cái giai đoạn mà sau sầu nhụy cho tới khi thu hoạch. Đó, mình khi mình biết được cái ngày ấy, thì mình sẽ làm mọi cái công việc nó dễ dàng hơn. Ví dụ như trái sầu riêng bắt đầu mà nó sinh ra nấm ấy, nó từ tầm 45 ngày trở đi thì bắt đầu mình sẽ ngừa nấm. Chứ mình trước đó thì mình lại không xịt nấm nếu như không gặp mưa nha. Nếu như không gặp mưa thì mình không cần phải xịt rửa cái nước mưa, bởi vì trong nước mưa nó có axit. Nếu mà không gặp mưa thì mình không cần phải ngừa nấm. Nó đỡ tốn tiền cho mình các bạn. Nếu mà mình nắm bắt được đúng từng giai đoạn một thì mình làm như vậy nó đỡ tốn kém cho mình. Mình làm cho nó chính xác hơn, mà đi phân nó cũng đúng, mà mình xịt thuốc nó cũng đúng nữa. Nó kiểu nó đúng thời điểm đó các bạn. Rồi thì trái 60-65 ngày á, thì cái giai đoạn này mình bắt đầu là mình tăng phân. Bởi vì 60-65 ngày á, những cái trái như thế này nè, là bây giờ nó bắt đầu, như cái trái này là tầm 60 ngày nè đó, trái 60 ngày nè, trái này trái 65 ngày nè, nó chênh nhau khoảng chừng 5 ngày nè. Hoặc là những cái trái như thế này thì tầm 55 ngày nè. Đó. Nó chênh nhau như vậy. Thì cái giai đoạn này nè, mình sẽ căn vào cái lứa là 60 ngày nha. Đó, cái lứa đều 60 ngày, 65 ngày. Vì cái giai đoạn này á, mình sẽ bỏ phân 3 số 15, nhưng mà mình sẽ bỏ nhiều nha. Ví dụ như cây năm thứ 6 á, mà mình để được 60 trái như vậy đi, thì mình sẽ bỏ khoảng cái chừng 600 gram cho tới 700 gram. Bởi vì giai đoạn này á, cái trái nó cần rất là nhiều dinh dưỡng để cho nó thổi cái hộc lên nha các bạn. Mình mà đi yếu phân á, là cái trái của mình nó sẽ bị xương, nó sẽ không đủ cho cái trái này nó to lên các bạn. Cho nên là cái giai đoạn này mình phải cần là đi rất nhiều phân. Đó. Như trái cây này nó khoảng chừng 60 trái đi, năm thứ 6 60 trái đi, thì mình sẽ cho nó tầm 600 cho tới 700 gram nha các bạn. Tùy. Cái trái trên này nó to hết rồi các bạn thấy không? Đây cái trái này nó yếu nè, nó tự đào thải nè, đó. Mình do mình nó không tỉa đi á. Cái trái này nó yếu rồi, từ nó cũng tự nó rụng đi nè. Nó đỏ ra xong bắt đầu rụng nè. Trái này nó phải tầm 700 gram rồi nha các bạn. Thì lực cây của cái cây này thì nó để được bấy nhiêu trái thôi, chứ nó cũng không hơn được. Nó hơn tầm 6 mấy trái vậy thì nó cũng chỉ được vậy thôi các bạn. Nó tự nó đào thải đi thôi. Rồi ở bên trong trái, đối với ri 6 nha, mình đang nói cái ri 6 nè. Thì đối với cái ri 6 này thì cái trái 60-65 ngày á, bên trong này á, bắt đầu là mình sẽ xịt sâu rầy. Ví dụ mình xịt thuốc dưỡng á, thì mình xịt amino. Amino làm sao mà cái thành phần mà đạm hữu cơ á, nó có tầm trên 20% là được nha các bạn.
đó, và mình xịt đúng liều. Cái giai đoạn này là mình xịt amino là mình sẽ xịt đúng liều và xịt những cái dòng amino có hàm lượng đạm hữu cơ nó cao một chút, nó tầm 20% trở lên, và xịt đúng liều chứ không xịt nửa liều như là cái giai đoạn trước nha các bạn. Mình làm mà nó hợp lý ấy. Thứ nhất là giai đoạn trước mình không xịt amino đúng liều là mình đã giảm được biết bao nhiêu chi phí rồi các bạn. Mình chỉ xịt nửa liều thôi mà nó vẫn hiệu quả, thì nó sẽ giảm chi phí của mình đi. Còn giai đoạn này bắt đầu mình mới xịt amino mà mình xịt đúng liều và mình pha với sâu, thuốc sâu á, thì mình pha là pha cái chai cái chai mà cái chai nắp đỏ mà mình hay giới thiệu cho các bạn á. Cái thành phần của nó là chlorpyrifosfatin với lại cybermethin á. Thì cái chai đó là mình pha thay vì là một chai là hai phi đúng không? Thì bây giờ mà mình ngày trước là mình pha một chai đó là mình pha là một chai 4 phi là mình giảm liều á, thì giai đoạn này là mình pha là một chai 3 phi nha. Bắt đầu là một chai 3 phi hoặc là nếu mà mình thấy sâu thì mình pha lên một chai là 2 phi cũng được. Bởi vì giai đoạn này trái nó lớn rồi, cái gai nó lớn rồi thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì nữa đâu nha các bạn. Pha một chai đó với cộng thêm hai gói Deco Acebat nữa, để bởi vì cái chai thuốc sâu ấy thì nó là sông hơi bị độc. Nó xông hơi tiếp xúc trực tiếp là nó chết, cái con nào nó nằm bên ngoài á là nó chết. Còn cái thằng mà Deco Acebat á là nó sẽ lưu dẫn nha các bạn. Những cái con nào mà nó đục vô trong á, sâu đục thân, sâu đục trái này kia nó đục vô trong á, thì cái thuốc nó lưu dẫn là nó giết được con sâu đó, thì nó sẽ coi như sạch kẻ sâu lẫn rệp sáp luôn nha các bạn. Rồi. Đối với sầu riêng Monthon tầm 60-65 ngày, trái thì nó bé hơn các bạn. 60-65 ngày sầu riêng Monthon sẽ bé hơn nhé. Thì cái trái 60-65 này ngày này nó chưa được 1 kg đâu, nó chưa được 1 kg đâu, cho nên là khi nào mà trái sầu riêng Monthon này nó phải từ 1 kg, 1 kg 2 rồi trở lên á thì bắt đầu mình mới thúc phân mặn nha. Mình sẽ đi phân nó yếu hơn, mình đi phân chậm hơn so với lại ri 6. Ri 6 60-65 ngày ấy, ví dụ như cây mà khoảng 60 trái mình có thể đi 600-700 gram. Nhưng mà đối với cây sầu riêng Monthon á, sầu riêng Thái này nè, thì mình đi khoảng cái chừng 500 gram thôi các bạn. Mình cứ đi 500 gram thôi. Tùy cây, ví dụ như cây nhiều cây ít, cây nào mà nó nhiều thì mình đi nhiều, cây nào mà nó ít thì mình đi ít hơn một chút. Đó, tùy vào cái lượng trái. Ví dụ như cây mà nó tầm 70 trái đi thì mình đi 600 gram được, còn cây nó tầm 5-60 trái thôi thì mình đi 500 gram được. Còn cái cây này á là đợt trước mình kéo đọt á nó tới thời điểm nó cũng phải ra đọt thôi các bạn, nhưng mà cái đọt này của mình đã do mình đã kéo rồi á, thì cái cây Monthon này á là nó ra đọt nhưng mà nó yếu lắm các bạn, nhìn nè, cái đọt nó rất là yếu luôn, nó bé tí à, mà cái tỷ lệ ra đọt này nó chỉ đi khoảng 20% thôi, đi 20% thôi, mà mình chờ cho con rầy nó đánh á, chờ con rầy nó ăn á, nó khó các bạn. Cái lúc mà mình không cần rầy á thì rầy nó lại ăn, cái lúc mình cần rầy để cho nó ăn cái đọt đi ấy, thì nó không ăn. Nên là mình phải xử lý là mình xịt 3 số 21 á, mình pha 4 gói 2 phi nha các bạn, mình pha 4 gói 2 phi mình xịt nha, mình xịt để cho cái đọt này nó mở ra, cái nó già luôn nha, nó già nhanh lắm. Nếu mà đọt mà đánh nó là coi như là cái lá này chỉ xíu rồi là nó mở ra, nó quanh như vậy nè. Xịt 3 số 21 nó để cho nó vừa nuôi lá nó vừa nuôi trái luôn, mà xịt 3 số 21 trái nó cũng lớn màu đó các bạn. Đấy, đây nè, trái nè. Đó là đọt nha. Còn tưới thì bây giờ là mình cũng tăng cũng vẫn giữ ở là 1 tiếng, tầm 1 tiếng 40 phút. 45 phút, đó, 1 tiếng 40, 1 tiếng 45 phút. Như cái cây này của mình á, nó có một cây là nó 2 béc nè. Một cây là 2 béc, một béc là 90 lít trên 1 giờ. Đó, 2 béc là 1 tiếng là được 180 lít. 180 lít nó thêm 45 phút nữa. Thì nó rơi vào khoảng cái chừng tầm 300 mấy lít đó các bạn. Đó, cái cây này hôm nay trái nó lớn rồi nè. Trái tròn xe nên nó bắt đầu lên gai nhím nè. Mình cứ đi 3 số đồng vậy đó. Các bạn nhìn lên mẫu trái đẹp không? Mai mốt là nó còn nở nữa nha các bạn. Sầu riêng Thái á, thì mình thấy như thế này nè. Đối với sầu riêng ri á,
mình lấy được 100 trái thì là mình sẽ lấy được. Nhưng mà đối với sầu riêng Thái Monthon á, lấy được 100 trái là cực kỳ khó nha các bạn. Nó không hề đơn giản một chút nào. Nhưng đổ lại á, cái trái sầu riêng của Monthon này nè thì nó lại có ký hơn. Nó rất là nặng ký nha các bạn. Nó sẽ nặng ký hơn sầu riêng R6 rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ á, sầu riêng R6 đi, mình lấy 100 trái thì mình cũng chỉ đổ đồng được một trái 3 kg thôi các bạn. Nhiều khi nó 2 kg mấy, 3 kg mấy thì mình đổ đồng là 3 kg đi. Thì một cây sầu riêng R6 á, mình chỉ lấy được có một ba tạ đi. Đó, 100 trái thì mình lấy được 3 tạ nhá. Nhưng mà đối với sầu riêng Monthon á, mình chỉ cần 80 trái thôi các bạn. 80 trái nhưng mà mình thổi lên được 4 kg. Đó, trung bình là 4 kg, có trái hơn 4 kg nữa. Nó rất là dễ ra ký nhờ, và mình thổi nó sẽ rất là dễ ra ký mà nó hơn 4 kg. À, dưới 4 kg thì mình cứ đổ đồng là khoảng 4 kg, 3 kg mấy tới 4 kg đi. Thì mà 80 trái 8 x 4 3 tạ 2 đó, thì mình cứ đổ đồng 3 tạ. Đó có nghĩa là đối với sầu riêng Thái ấy, mình chỉ cần 80 trái là mình lấy được 3 tạ. Nhưng mà đối với sầu riêng R6 mình phải cả 100 trái thì mới lấy được 3 tạ nha các bạn. Đó là như vậy. Bởi vì thằng sầu riêng R6 này thì nó khó có ký hơn là sầu riêng Thái nha các bạn. Đó, mấy cái trái mà nó gần nhau mình cứ bẻ cây nè các bạn. Mình cứ lấy cái khúc cây ấy, mình kèm ở giữa thôi, đâu có gì đâu. Mình bẻ, mình thì cái cách của mình là mình cứ bẻ đại cái cành sầu riêng này nè. Cái cành nó rớt xuống đó, xong mình kẹp vô giữa thôi, để cho nếu lúc mình xịt thuốc vô trong này thì sâu nó sẽ không ăn nha. Đó, mình rành mà mình kẹp được như vậy thì mình kẹp, còn không được thì mình xịt thuốc kỹ một chút là nó sẽ được thôi các bạn. Trái này. Này trái nó xanh rì nè. Này nói chung là trái bắt đầu là 6 mấy ngày là bắt đầu nhìn nó to lên rồi các bạn. Nó to lên rồi cho nên là nhìn nó lùng liền, nhìn đã lắm các bạn. Nhìn nó sướng mắt. Trái nó còn bé thì nhìn nó không được bao nhiêu hết. Nhưng mà trái khi mà nó lớn lên rồi nhìn nó lùng liền, nhìn nó đã lắm các bạn. Nè. Mẫu trái dài này mình cứ đi phân 3 số đồng là nó sẽ có ký lắm các bạn. Mốt nó nở học. Nó nở học ra to lắm. Đó. Thấy nó nhiều không? Lùng liền trên đó nè. Nhưng mà cây treo đeo trái như vậy thì lá sao các bạn? Đây lá của mình nè. Lá của mình đây nè. Đó, dành lá của mình đây nè. Đó, dành lá đó các bạn. Nói chung là giai đoạn này thì cứ nhện đỏ thôi các bạn. Nè, giờ nó còn ra đọt đây này. Nhưng mà cái tỷ lệ này ít lắm các bạn. Nó đi cái phần trăm này, nó đi khoảng 20% thôi. Ít lắm. Không đáng kể đâu. Cho nên là mình không có lo nha. Tại vì giai đoạn này trái nó lớn rồi. Mình chỉ xịt 3 số 21 vô là nó vừa nuôi đọt vừa nuôi trái. Để nó đỡ cạnh tranh, để trái nó khỏi nhỏ các bạn. Nó không bị bé. Chứ giai đoạn này á, nếu mà các bạn mà không xịt, nếu mà đọt nó đi á, các bạn để tự nhiên, các bạn không xử lý 3 số 21, mình không đưa dinh dưỡng ở bên ngoài vô á, nó sẽ bị một trường hợp như vậy nè, là trái của mình nó sẽ đứng luôn, nó sẽ không lớn nha các bạn. Nó đứng như vậy xong nó rụng nè đó. Cho nên là mình phải xử lý là mình xịt 3 số 21. Cái cách làm của mình á, thì mình sẽ xử lý như vậy. Mình phải đi dinh dưỡng, mình bổ sung vô lá 3 số 21, mình pha 4 gói 2 phi nha các bạn, để cho đọt nó mau già luôn. Chứ mình không pha 3 gói nữa, mình pha 4 gói luôn để thứ nhất là đưa dinh dưỡng vô, là để cái đọt đó nó không có hút dinh dưỡng nhiều. Đó. Mình đưa kịp thời vô thì cái dinh dưỡng nó sẽ truyền vô lá và nó truyền vô nuôi trái luôn. Thì trái của mình nó sẽ không bị nhỏ. Các bạn cứ để ý đi, khi mà đọt nó ra á, trong cái giai đoạn trái mà tầm 55 ngày á, nếu mà đọt nó ra nhiều á, trái của mình đứng im, nó không lớn luôn các bạn. Nó đứng im một chỗ luôn, nó không lớn luôn nha các bạn. Nó sẽ bị mất sản lượng đó. Mai mốt là mình thúc trái nó sẽ không lớn nổi nữa. Và trái đó nó chỉ tầm 2 ký mấy 3 ký thôi các bạn. Nó không lên được, nó không có ký được. Cho nên là bởi vì tại sao mà mình phải xử lý là mình vừa nuôi đọt vừa nuôi trái là như vậy. Mình sử dụng đó, vừa phân gốc mình đi vừa mạnh. Còn là trong trái mình xịt amino ở ngoài lá, mình phải xịt 3 số 21 này các bạn nhé. Mình dìu nè. Bởi vì cái cây này là cây tơ nè, cây này cây năm thứ 3 cho nên là mình không có phá, không có đốt gì hết nha các bạn. Mình cứ dìu thôi, mình dìu bằng 3 số 21 nè. Ăn được bao nhiêu trái thì ăn nha.
Đó, đọt nó ra nhiều không à. Cây này thì ăn được bao nhiêu trái thì ăn, chứ mình không có chủ đích là mình ăn cái cây này. Mình chỉ làm chơi thôi. Trái cây này nó còn bé lắm. Mà đọt nó đi nè, đọt nó đi nhưng mình không có đốt nha. Tùy cây, ví dụ như mình không có đốt dìu thì dìu nhẹ thôi các bạn. Đó. Nó đi thì mình cứ dìu vậy thôi, mình dìu bằng số 21 nè. Nhưng mà không biết cái lực cây này, chắc cái cây nó khỏe các bạn. Nó đậu à. Đấy. Đậu ghê không? Kiểu cái lực cây nó khỏe các bạn, cho nên là trái thì nói chung là đi đọt thì phải chấp nhận cái việc là méo trái thôi các bạn. Trái nó sẽ không được tròn lắm nha. Nhưng mà không kệ, không sao. Cái này mai mốt là nó cũng mình làm cho nó phì ra cũng được à. Những cái xịt amino với lại đi phân nhiều là mai mốt nó phì ra, nó phì tròn lắm. Đấy. Trái mà cứ 60 65 ngày là mình thả đọt. Mình thả đọt nhưng mà mình phải xử lý nha. Đấy, mình xử lý 3 số 21, 4 số 2 phì. Cây này nó sung quá. Này, cái lá này nó cũng mở nhỏ nè các bạn. Lá mở to, lá mở nhỏ, chủ yếu là lá nó sẽ mở nhỏ như vậy nè. Đó, mình dìu lá thôi ha. Đây nè, đọt nhiều lắm. Cây này hồi hôm bữa là mình kéo đọt rồi ấy nha, là đọt nó đi cả gang luôn á. Nó đi nhiều lắm, nó đi như rau muống vậy. Mà bây giờ kiểu tới ngày rồi các bạn, buộc nó phải theo cái giai đoạn của nó, là một cây đọt thì nó cũng tầm 55 ngày đó. Nó tới thời giai đoạn đó thì nó cũng phải ra đọt thôi các bạn. Còn kìm nó thì cũng khó lắm. Đặc biệt là cây già thì nó khó, nó ít ra đọt. Nhưng mà cây tơ á, cây tơ ra đọt mạnh lắm các bạn. Cây tơ thì nói chung là làm cây tơ thì mình nên kéo đọt. Trong cái giai đoạn làm bông á thì mình nên kéo đọt. Xong rồi sau đó là nó sẽ ra đọt nữa đó các bạn. Cái giai đoạn tầm chừng 60 ngày là bắt đầu ra đọt tiếp đấy. Dù là mình đã kéo đọt rồi nhưng mà cây tơ á, cái sinh lý của nó là nó sung á, nên nó ra đọt ghê lắm các bạn. Nè, trái này nó lớn lên, nhìn nó nhiều không các bạn? Này mai mốt mà mỗi trái này mà tầm mấy chừng 4 kg là coi như là quá trời luôn đó các bạn. 4 kg mà 50 trái là các bạn lấy được 2 tạ một cây rồi. Đúng không? Tại vì sầu riêng món thon á thì nó sẽ dễ có ký lắm. Bữa cái chùm này nó đậu, cái chùm này đậu quá trời, cuối cùng nó rụng hết, đậu được có quả các bạn. Đậu được có trái à. Nhưng mà trên một cành này thì nó còn là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 à, còn được 10 trái. Cành này còn được 10 trái. Đấy, quan trọng là trên một cành nó còn được 10 trái các bạn. Đây, trái này hôm nay này. Hơi dài nha. Hơi dài này là hơi bị cố ký nha các bạn. Mai mốt là mình thổi lên nó tầm 4 kg mấy không đó. Nó phải như vậy thì nó mới có ký được. Đấy, trái này, cây nó to nên nhìn nó lưa thưa các bạn. Đó. Rồi, sầu riêng gì nè. Đấy, đã không các bạn? Mai mốt nó còn to tí nữa là coi như là nhìn quá trời luôn các bạn. Nói chung là sầu riêng này chỉ khi nào mà nó to lên là nhìn nó mới đã nha các bạn. Đó, rồi mình thì nói chung thì mình cũng chỉ chia sẻ như vậy thôi các bạn. Giai đoạn 60-65 này, ngày này á, các bạn để ý là mình đi phân cho mạnh nha các bạn. Nếu mà mình không đi phân mạnh á, là trái của mình nó sẽ không có ký đâu. Giai đoạn này là rất quan trọng về cái vấn đề là đi phân. Mình phải đi phân cho nó mạnh một chút, đi nó mạnh tay một chút. Các bạn đừng có nhét tay, nó tăng nước lên một chút. Lá làm sao mà cứ giữa trưa mà nhìn nó bóng là được. Mình tới 1 tiếng 45 phút á, thì giữa trưa cái lá của mình nó bóng rồi các bạn. Nó đủ nước á, buổi trưa là nó bóng nước luôn. Nhìn cái lá nó ánh nước, kiểu nó ánh ra cái ánh sáng luôn các bạn. Đấy, trái này to, nhìn nó đã lắm các bạn ơi. Nhìn mê luôn nha. Nhìn mê luôn. Mình làm sầu riêng thì kinh nghiệm của mình á, kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình cứ canh theo lá thôi các bạn. Miễn sao mà mình canh lá bây giờ cái giai đoạn này, cái lá của mình nó đủ nước á, là nhìn cái lá nó giữa trưa là nhìn nó ánh đấy. Bạn nhìn thấy nó ánh nước không? Kiểu như nó đủ nước á là nó phản chiếu ra cái màu, phản chiếu bóng đó các bạn. Nhìn cái lá nó bóng, nó mướt á. Này nó to lên này. Nhìn quá trời trái.
Đây các bạn. Trái dài, cọc ký ha. Các bạn nhìn nào. Đấy. Cục luôn này các bạn. Trên này nữa nè. Thôi thì mình quay mình cập nhật vườn của mình tới đây thôi ha. Rồi các bạn xem tham khảo. Và mình chúc cô chú anh chị và các bạn mình có một mùa sầu riêng thành công nhé. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn thấy những cái video của mình chia sẻ mà thấy hay, ý nghĩa, bổ ích thì cô chú anh chị cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ để mình về nhớ bật chuông để khi mà mình ra video á, cô chú anh chị và các bạn mình không có bị bỏ lỡ cái chia sẻ nào của mình hết nha. Rồi mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Bye bye.